đôi khi siêu anh hùng cũng cần được giúp đỡ. Và thật tuyệt khi ai đó luôn sẵn sàng giúp bạn một tay. Penny và Megan đang dạo bộ trên đường và họ phát hiện thấy một mảnh đời bất hạnh. Thật tội nghiệp, anh ấy thật cô đơn và khốn khó. Làm sao sống như vậy được chứ? Chúng mình phải giúp anh ấy thôi. Đầu tiên, hãy lắng nghe xem anh ta nói gì. Thể hiện lòng trắc ẩn. Như vậy chẳng thể đủ, dĩ nhiên. Đi với chúng tôi. Dẫn anh chàng vô gia cư đến căn hộ của bạn đúng là hành động thật tử tế. Bạn có thể cho anh ấy dùng phòng tắm và đồ sạch. Giờ thì xem sự lột xác ngoạn mục nào. Không thể tin được, thay đổi ấn tượng thật. Oh, anh ấy đẹp trai thật. Sức mạnh của lòng tốt thật phi thường. Cãi nhau với bạn trai không vui chút nào. Anh ta còn muốn chia tay bạn và để bạn lại cô đơn giữa cơn mưa. Tệ quá đi. Nhưng ngày tận thế đang đến. Nhưng nếu có một chàng trai thanh lịch cùng với chiếc dù thật to thì cũng đâu có tệ, phải không? Sau cơn mưa, trời lại sáng. Đối với những bà bầu, việc đơn giản cũng trở nên khó khăn. Chẳng hạn như buộc dây giày. Khó thật. Nhưng may thay, trên đời vẫn còn người tốt như anh thanh niên này đây. Anh chàng tinh tế. Thật sự rất cảm ơn bạn. Ồ, không sao đâu. À, ngọt ngào quá đi. Bệnh nhân đang xếp hàng chờ khám, nhưng mỗi lúc một lâu. Vài người đã bắt đầu nổi nóng. Con còn trẻ, con chờ được mà. Chà, nên để bà lão này vô trước cũng không sao. Bạn sẽ đến lượt vào khám sau nửa tiếng nữa. Bà lão ra rồi, giờ sẽ đến lượt của bạn. Ô không, cháu yêu ơi, chiếc điện thoại khó dùng quá. Megan có trái tim nhân hậu. Dĩ nhiên, cô ấy không thể từ chối bà lão nữa rồi. Để con chỉ cho bà nha. Nhưng bệnh nhân còn lại không phí thời gian và đã nhanh chóng bước vào. Chà, ai cũng vui vẻ. Bà lão đã biết cách sử dụng điện thoại. Chào chồng yêu, những gì anh nói về tuổi trẻ sai bét hết trơn rồi. Và Megan, chà, cô ấy sẽ được đền đáp. Bộ phim thật chán ngắt. Ồ, có điện thoại. Này anh bạn, mọi chuyện tốt hết chứ? Cũng không sao nếu anh ta không nói chuyện với âm lượng lớn như thế. Những người khác vẫn đang chăm chú xem mà. Sao lại dám? Ngay cả những lời chỉ trích cũng vô ích. Thì đến lúc phải hành động thôi. Chỉ cần tịch thu ngay điện thoại khỏi tên này. Hơi bạo lực nhưng rất hiệu quả. Cùng nhau đi picnic với hội bạn thân nào. Còn gì tuyệt hơn khi được trải nghiệm không gian rừng rậm này? Thật trong lành. Ngồi xuống thư giãn nào. Wow, sao nhiều rác quá vậy? Nơi này cũng khá nổi tiếng với những người không quan tâm đến môi trường. Thật phẫn nộ. Sao họ lại làm thế chứ? Còn ai khác ngoài chúng ta hành động? Penny lấy túi đựng rác ra, đeo găng tay và bắt đầu dọn dẹp thôi nào. Cả ba cùng làm thì sẽ nhanh và vui hơn nhiều. Yeah, sạch đẹp như trước rồi. Mọi người sẽ thư giãn và chơi đùa cùng nhau và mang cả túi rác theo khi rời đi nữa. Ai cũng có thể làm từ thiện. Penny và Megan đang tổ chức một thư viện nhỏ miễn phí. Phải công nhận là ai cũng có sách cả. Nhưng chúng chỉ được đọc một lần và bị lãng quên. Tại sao không cho chúng cuộc sống thứ hai? Bỏ sách cũ vào và lấy sách mới đi.
Một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những bạn trẻ. Wow, hầu hết sách đã tìm được chủ nhân mới rồi. Tuyết, con bạn đang đọc sách gì? Hãy nói cho chúng mình trong phần bình luận nha. Đôi khi trong cửa hàng tiện lợi, bạn mua vài món đồ và nhận ra mình chẳng đem đủ tiền để thanh toán. Không đủ tiền để mua túi táo này. Thật may mắn khi kế bên là một cô gái tốt bụng. Penny có thêm một ít tiền. Yay! Có thể mua hết táo được rồi. Chà, táo thì có rồi. Giờ mang về nhà thôi. Xui quá. Túi bị rách và táo rơi hết ra đường. Nhưng một chàng trai lạ đã nhặt nó lên. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Anh ấy còn muốn đưa bạn về nhà nữa. Thật tuyệt vời. Một đứa bé đang chơi một mình. Thật nguy hiểm với những kẻ có ý đồ xấu xa. Người phụ nữ này đang tìm cách dụ dỗ cậu bé. Con có muốn ăn táo không? Kẹo mút nha. Và cô ta sẽ đưa đứa trẻ đến một nơi nào đó. Con có muốn xem một chú chó đáng yêu hay không? Đi theo cô nào. Chà, đi nhanh thôi. Nhưng có vẻ cậu bé không hề muốn đi theo. Tên bắt cóc đó chẳng mong muốn sự phản kháng này. Đi theo ta. Megan và Ryan đang ngồi gần đó. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Và họ sẽ tham gia vào việc giải cứu kế hoạch bắt cóc trẻ em này. Thật nhẹ nhõm. Một tình huống thật bất ngờ. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Giờ chỉ cần chờ ba mẹ của cậu bé đến đón thôi. Đôi khi đổ xe cũng không dễ chút nào. Xem chiếc xe kia đang rơi vào thế khó kìa. Chắc cô ấy vừa mới có bằng lái. Megan và Ryan đã trở thành phụ tá đổ xe cho cô gái kia. Với sự giúp đỡ đó, mọi thứ sẽ ổn ngay. Chậm lại, chậm lại. Giờ đi thẳng, một chút thôi. Dừng lại, lùi về sau một chút. Chính xác. Yay! Xe đổ đúng vị trí rồi. Tốt lắm. Thật cảm ơn hai bạn nhiều. Chiếc máy cắt cỏ sẽ giúp bạn làm vườn thật nhanh chóng. Nhưng nó sẽ hơi nhàm chán một chút. Nhất là trong thời tiết nắng nóng như thế này. Được rồi, phải nghỉ tay một lát. Ước gì có một ly nước mát lạnh nhỉ? Ước mơ thành sự thật. Cảm ơn chủ nhà. Wow! Mình tràn đầy năng lượng rồi. Tiếp tục công việc thôi nào. Ôi không, tiếng mèo kêu ở đâu đây? Tiếng kêu thảm thiết. Chắc là nó ở ngay đây. Ô, chú mèo con. Thật tội nghiệp. Nó bẩn hết trơn rồi. Và đói bụng nữa. Phải mang nó vào nhà ngay. Tắm rửa nào. Chăm sóc. Và làm đẹp cho nó. Wow, tốt hơn nhiều rồi. Đôi khi những cuộc hẹn cà phê bình thường có thể mang đến điều bất ngờ. Cuộc gặp thật thú vị. Ai đây? Một nhà văn nổi tiếng hay anh chàng vô gia cư? Bạn có nhận ra hay không? Nhờ có chiếc mũ này, có quà cho các cô gái tốt bụng đây. Đó là phần thưởng xứng đáng cho lòng tốt. Đúng vậy, lòng tốt có thể tạo nên điều kỳ diệu. Bạn có hay giúp đỡ mọi người hay không? Bạn có câu chuyện thú vị nào? Hãy bình luận cho chúng mình biết nha. Hãy thích video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng hấp dẫn nào từ Trôm Trôm Select.